Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Tuần vừa rồi thì bên em vừa bàn giao hai chiếc xe Hyundai HD 4 chân được gắn cần KS7000L cho anh Giai Hà Nội. Hôm nay tiếp tục lại lên hình một siêu phẩm chuẩn bị biến hình cho anh em nhé. Xe thì bên em vừa lồng chassis xong. Đấy, lồng ốp một lớp ngoài. Các bác thấy không, rất là dày dặn. Xe này cũng để gắn cầu to nha các bác nhé. Bác nào có hóng video em nó sau khi lên hình không? Đố các bác, theo các bác thì con này gắn cầu bao nhiêu tấn thì hợp lý? Đây, bên em đo đạt mấy cái chỗ bắt nhíp, bao cắt biên dạng để chuẩn bị ốp, đang sơn chống rỉ. Đấy, biên dạng chỗ bắt nhíp đây các bác. Đây, chuẩn bị bên em chuẩn bị cầu lên để lắp đặt vào xe. Bác nào hóng video em nó biến hình thì để lại bình luận xuống bên dưới nha, hoặc theo dõi kênh của em để cập nhật em nó nha. Xin chào các bác.